Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Một chiếc ghế massage nội địa Nhật sau 10 năm Từ về việc sản xuất cho tới về việc đã qua sử dụng của người Nhật Liệu nó còn tốt hay không Trong video ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban có cái chiếc ghế đến từ thương hiệu Panasonic Có mã là EAP MA73 Thì với cái phiên bản này nó được ra mắt vào cuối năm 2012 Cũng như là chính thức bày bán vào năm 2013 2014 Tức là với cái phiên bản này thì nó được cách đây là khoảng tầm là 10 năm rồi Vậy thì nó còn sử dụng tốt hay không? Đây cũng chính là một trong những điều mà khách hàng đặt ra cho Ngọc Giáo Ban rất là nhiều Thì đầu tiên là về ngoại hình của chiếc này Thì với phiên bản EPMA73 cùng thời với phiên bản EPMA74 Nó sẽ có những cái gam màu như là gam màu đen này, gam màu ghi Thì với những cái gam màu này các bạn có thể lựa chọn thoải mái Màu đen thì nó sẽ dễ dấu, dễ dấu bẩn hơn và cũng như là tạo những cái nét sang trọng hơn. Còn với màu ghi thì nó sẽ lại tạo cái điểm sáng hơn và cũng như là chúng ta có thể biết được nó bẩn ở đâu để chúng ta có thể vệ sinh ở đấy. Thì sẽ đi chi tiết hơn về tính năng. Thì với một chiếc ghế mà người Nhật họ đã sản xuất cách đây khoảng độ 10 năm cho tới những cái mẫu ghế bây giờ thì nhìn chung với những chiếc ghế massage nội địa Nhật, họ sẽ không đánh chi tiết vào những cái phần vẻ bề ngoài để tạo những cái sự bắt mắt mà họ sẽ đi sâu bên trong về cái chất lượng của nó vậy thì về cái chất lượng của nó như thế nào thì với những cái nớp da này nó sẽ không phải là những nớp da thật nhiều khách hàng hỏi ngọc gia ban rằng là uh, ghế massage nội địa nhật có phải da thật không mà ông lại bán với cái chi phí và cũng như là với cái giá thành cao đến như vậy uh, vừa là chiếc ghế đã qua sử dụng này vừa là chiếc ghế đời sâu này sau đó là lại còn vận chuyển về việt nam này sau là lại bán với một cái mức chi phí rất là cao cao hơn so với những cái mẫu ở ghế massage ở tại thị trường Việt Nam mà nó lại còn là những cái mẫu đời cao như vậy thì chia sẻ với mọi người rằng thì với những cái chiếc ghế massage nội địa Nhật về lớp da của nó nó sẽ làm được bằng là chất liệu lớp da PU cao cấp 6 lớp thì với những cái chất da này thì cơ bản là trên chiếc ghế này nó còn nguyên bản hoàn toàn và Ngọc Gia Ban chưa hề thay thế những cái lớp da như thế này thì nếu như mà với những cái lớp da kém chất lượng thì sau 10 năm liệu nó còn được đẹp và nó còn được nguyên bản như thế này hay không? Đặc biệt là những cái nếp da này nhá. Những cái nếp da này thì hầu như là các bạn có thể uh, vệ sinh hoàn toàn bằng những cái rẻ sạch và chúng ta chỉ cần giặt xà phòng này hay là chúng ta giặt Comfort này và chúng ta có thể hoàn toàn lau bình thường kể cả là từ về phần da cho tới về phần nỉ. Và ngoài về phần da thì như ở đây Ngọc giáo Ban lại chia sẻ thêm cho các bạn một cái điều sâu chi tiết ở bên trong hơn. Đó chính là về cái hệ túi khí. Thì như ở bản MA73 này, MA74 này nó sẽ để lộ lộ để lộ được cho chúng ta cái túi khí ở cái phần vai thì đây chính là cái phần dạng túi khí nó sẽ được thiết kế các cái nếp rãnh thì những cái nếp rãnh này nó có cái nhiệm vụ là khi mà cái phần hơi ấy nó bơm căng vào đây thì khi mà phần hơi nó bơm căng được vào đây thì sẽ giúp cho là cái phần đây như các bạn có thể thấy này thì khi mà phần hơi nó bơm căng được vào đây thì các cái rãnh này nó sẽ tạo ra một cái thiết diện và to và dày dặn hơn để cho là cái túi khí nó ép chặt hơn vào phần vai của chúng ta như các bạn có thể thấy thêm ở đây một điều là cái túi khí Sinico này nó tạo bằng cái lớp liền khối Nên là cho dù là cái chiếc ghế nó có trải qua cái quá trình vừa sử dụng của người Nhật Hay là cái chiếc ghế nó qua cái thập niên là 10 năm đi chẳng hạn Thì hầu như là những cái lớp túi khí này nó không biến dạng nhá Không biến dạng đây như các bạn có thể thấy này Nó thổi lên rất là to và căng vào phòng Nhưng mà sau khi nó ép lại thì chính những cái điểm rãnh như thế này Người Nhật họ thiết kế rất là tinh tế và đặc biệt là những cái túi khí bằng silicone này khi mà nó bóp này hay là nó bị bẻ thì sau đó là nó vẫn có thể là đàn hồi được về cái vị trí tư thế ban đầu tiếp theo là có thể là đi tới cho các bạn về hệ thống túi khí ở phần hông và phần mông hay là túi khí ở phần chân thì ngoài hệ thống con năn được massage từ phần nưng từ phần thắt nưng lên tới cổ vai gáy thì toàn bộ các bộ phận còn lại thì nó sẽ được làm bằng hệ thống túi khí để có thể massage cho các bạn từ về phần bắp chân hay phần mu bàn chân thì với hệ thống chân thì ngoài các hệ thống túi khí nó massage như thế này, nó còn tích hợp thêm đó chính là hệ thống bi bấm huyệt và cải tiến hơn so với phiên bản MA70 trước đó thì MA73 nó đã được tích hợp thêm đó chính là hệ thống sưởi ấm hồng ngoại. Thì với hệ thống sưởi ấm hồng ngoại ở lòng bàn chân nó sẽ giúp cho phần chân của chúng ta được kích thích và lưu thông máu, mở rộng các cái hệ thống vị trí huyệt đạo, giúp cái phần bàn chân của chúng ta được thoải mái, thư giãn hơn và cải thiện được về cái phần bàn chân trong một ngày lao động hoặc là học tập mệt mỏi. Tiếp theo đi sang tới đó chính là về cái hệ thống ở bên trong. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhìn về bên trong ở cái phần mà nó cọ sát với cái phần nỉ. Thì như như các bạn có thể thấy ở đây. Với cái phần nỉ của nó thì là một chiếc ghế đã qua 10 năm sử dụng nhưng về chất liệu nỉ của nó vẫn còn cơ cơ bản là nguyên nguyên hình và nguyên trạng nó cũng sẽ có những cái đường nét bởi vì nói là nó mới như 100% thì không phải bởi vì nó nó có qua cái sự cọ sát của cái con lăn rồi nhưng chắc chắn là phải làm được bằng những cái chất liệu nỉ cao cấp thì nó mới giữ được cái độ mới nguyên bản như thế này. Đặc biệt thì với hệ thống mà cái con lăn nó sẽ massage cho chúng ta từ phần thắt lưng lên tới tận vùng cổ vai gáy. Nhiều khách hàng thì hỏi Ngọc Gia Ban rằng là liệu phần đầu nó có massage hay không thì với hệ thống phần đầu và uh, tức là cái phần đầu trên đỉnh của chúng ta ấy, là phần mô cơ cứng thì con năn nó sẽ không massage bởi vì sao đây nó là mô cơ cứng nó sẽ không tạo ra cái độ mệt mỏi thì với phần đầu của chúng ta khi mà mệt mỏi thì nó sẽ là dựa trên là phần trí óc tức là phần bộ não của chúng ta thì nếu như mà phần bộ não cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta sẽ sử dụng bằng bằng hình thức gì để có thể là thư giãn thì sẽ sử dụng là về âm thanh và hình ảnh Tức là chúng ta có thể là xem những bộ phim, nghe những bài nhạc để giải tỏa về cái việc căng thẳng của trí óc. Tiếp theo thì đi sâu hạ sâu sang tới cái bộ động cơ để cho các bạn có thể là xem về cái chiếc MA73 cũng như là những cái chiếc ghế nội địa Nhật sau 10 năm sử dụng. Đầu tiên là về cái phần nỉ ở bên ngoài thì đây chính là cái phần nỉ ở bên trong. Với phần nỉ ở bên trong thì nó có cái sự cọ sát nên là nó sẽ tạo ra những cái đường nét như thế này. Thì với chiếc ghế này cơ bản là họ sử dụng tương đối cũng không nhiều mà cũng không ít nên là nó sẽ cọ sát với cái phần màu đen của cái con năn ở bên trong thì với cái chất liệu của con ăn là nó được làm bằng silicone nên là nó sẽ có những cái độ mềm độ cứng nhất định nhiều khách hàng hỏi ngọc gia ban rằng là ghế nhật thì có làm bằng cái con ăn nó làm bằng nhựa hay không và cái con ăn nó có cố định hay không thì với những chiếc ghế massage nội địa nhật thì hầu như là con ăn nó sẽ di chuyển và nó không cố định cho dù là những đời từ năm 2005 với cái thương hiệu National cho tới là những phiên bản cao cấp bây giờ như là MA120 của Panasonic. Với hệ khung sườn thì nó sẽ được thiết kế hoàn toàn là bằng khung kim loại rất là chắc chắn để vận hành được những cái bánh răng này, vận hành được những thanh trục cho tới là bộ điều chỉnh từ những con cảm biến, từ những con thanh hành trình hay là những cái bộ động cơ được kết hợp với hệ chổi than để có thể hoạt động và vận hành cho một cái chiếc ghế có thể massage cho chúng ta. Thì nhiều khách hàng cũng đặt ra câu hỏi rằng là cái chiếc ghế thì không biết là nó làm cái cách nào mà nó lại có thể là massage hay tới như vậy và nó hoạt động uh, tốt như vậy để nó có thể là tích hợp cho chúng ta những cái bài đánh những cái động tác thì chính những cái bài đánh đấy thì sẽ cần phải thông qua những cái người có chuyên môn những người có trình độ uh, hoặc là những người họ tìm hiểu sâu về các cái bài đánh truyền thống để có thể tích hợp trong các cái bộ vỉ mạch như thế này để đưa ra các cái động tác massage phù hợp uh, để khi nào chúng ta muốn bài cổ thì con lăn nó sẽ di chuyển tới cổ khi nào mà chúng ta muốn bài vùng ở bả vai, con năn nó sẽ di chuyển tới bả vai. Và với cái chiếc ghế EPMA73 thì về cái mát uh, mác uh, cái mác và cái mã tem của nó thì sẽ được in ở trên này. Mọi người có thể hoàn toàn quét cái mã QR cũng như là kiểm tra về cái số chứng nhận thiết bị y tế uh, của cái thương hiệu Panasonic cũng như là cái chiếc ghế EPMA73 mà ngày hôm nay Ngọc Gia Ban muốn giới thiệu cho các bạn. Thì đây là một chiếc ghế sau 10 năm sử dụng thì về các cái chất liệu của nó từ là nỉ này cho tới vải này cho tới hệ thống túi khí này hay là về phần con nan động cơ ở bên trong nó vẫn vận hành một cách trơn tru và hoàn hảo nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu sâu hơn chi tiết hơn một chiếc ghế massage nội địa nhật hay là muốn dành tặng những cái chiếc ghế này cho người thân và bạn bè hãy liên hệ với ngọc gia ban qua số điện thoại 097 494 5555 55. cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhớ để lại cho ngọc gia ban một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những video sau